Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Lóc Việt Minh Trí. Thì như bạn đang thấy, đây là một bầy lóc bông Thái, size khoảng từ 60 đến 75, và siêu to khổng lồ luôn. Thì trăn trở rất là lâu rồi, từ khi mình bắt đầu chơi cá lóc thì mình đã gọi là trăn trở tìm những em như này để mình sưu tầm. Thì vì sao bạn biết không? Tại vì ngày xưa theo lời ông cha mình kể lại á, thì ngày xưa ở vùng miền Trung của mình á, là vẫn có cái cá này, nhưng mà sau này không biết vì sao mà ngoài tự nhiên nó tuyệt chủng. Thì đâm ra qua lời kể của ông cha mình á, thì đâm ra mình cũng tò mò, và sau khi mình lớn lên mình biết được là đây chính là dòng lóc bông Thái. Thì bởi vậy thì hôm nay là cũng phải là gần tròn 2 năm rồi khi mình bắt đầu chơi lóc, đến bây giờ thì mình đã ao ước và mình đã sưu tầm được 10 con như này. Ok, vì niềm vui ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn, với quý vị các bạn một bầy lóc siêu to khổng lồ, lóc bông Thái như này ha. Ok, mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem. Rồi, một điều rất đặc biệt khi mà chúng ta nhắc đến lóc bông Thái, có nghĩa là khi mà nó còn nhỏ thì nó sẽ có những cái sọc chạy dài như này và lên size khoảng chừng 30, từ 20 đến 30 thì những cái sọc nó sẽ bắt đầu đứt ra, đứt đoạn, những cái sọc sọc đen đen trên cái thân cá này này, những cái sọc sọc chạy dài này nó sẽ đứt ra và nó sẽ hình thành cái lóc bông Thái trưởng thành như chúng ta vừa xem. Chúng ta sắp xem tới đây thì chúng ta sẽ thấy được, mình sẽ review chi tiết luôn. Hiện tại những em như này thì mình đang ship code toàn quốc cho anh em, nhận hàng được kiểm tra cá sống khỏe với thanh toán super 120k thôi các bạn nha. Em này giá tại hồ nhà mình là 120.000. các bạn nào muốn trải nghiệm từ nhỏ đến lớn thì cứ liên lạc ha. Đây là dòng bông Thái, dòng lóc bông Thái micro pentet rồi, rất là sung nha, cá rất là sung, nó sẽ theo mùi. Rồi, cùng mình chiêm ngưỡng những em cá lóc lớn nha, size 12, 13 và mình bỏ vào đây để mình so sánh độ khủng của những em lóc này cho các bạn cùng tham khảo ha. Đây, những em này thì mình đang ship code toàn quốc đây, như lúc nãy mình vừa nói, ship code toàn quốc, nhận hàng để kiểm tra cá rồi thanh toán. Thì lóc bông này có một sự gọi là khủng khiếp khi mà nó trưởng thành, một sự khác biệt về gọi là cái độ lớn nhỏ cũng như là về cái hình ảnh. Đây, khi nhỏ thì nó như vậy này các bạn, đấy, khi nhỏ nó như vậy, nhưng mà khi nó lớn lên thì nó như vậy. Đây này, một sự gọi là dậy thì thành công. Trên màn hình chúng ta đây chính là những em lóc bông Thái micromantel hả. Rồi, nguồn gốc những em này là ở ngày xưa thì ở miền Nam, từ miền Trung đến miền Nam của Việt Nam mình, rồi ở Lào, Campuchia và Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Rồi, dòng này có một cái đặc tính là nó rất là khủng các bạn. Nếu mà so ra thì nó gọi là dòng khủng nhất trong giới cá lóc luôn. Tại vì nó vừa khủng về cái bề ngang này, về cái chiều dài, và nó vừa khủng về cái trọng lượng cũng như là cái chiều cao nữa, cái gọi bề dày nữa. Còn một dòng bề dài thì nó lớn hơn, gọi là lóc mắt bò. Đúng rồi, lóc mắt bò Thái, thì mắt size của nó đến 1,5 m, từ 1,5 m đến 1,8 m. Nhưng mà về cái dáng người á, về cái cân nặng với là về cái dày cơm á, thì nó không bằng cái lóc bông Thái của mình này. Đây, hiện tại những em này là nhiệt độ sống của em là từ 22 đến 30-32 độ C, tại vì nó là lòng dòng lóc nhiệt đới. Các bạn nuôi ở Bắc thì miền Đông, mùa đông chắc chúng ta phải cắm sữa cho nó. Rồi, một yếu tố nữa là pH của nó là từ 5 các bạn ạ, 5 đến 7,5. Đấy, và chúng ta đã biết là tên khoa học của em nó là micro pentet. Rồi, tên Việt Nam thì là lóc bông Thái các bạn nhé. Đây, chiêm ngưỡng dàn cá lóc khủng tại Lóc Việt Minh Trí. Em này là size 50 các bạn này. Em lóc bông Sunfish size 50. Em cá rồng cũng size 50 các bạn ơi.
Em ra ngoài size 75 này các bạn. Em bự nhất này, size 75 này. À, khá là sung thôi. Em này rất là đẹp luôn. Rồi, có những em màu rất là đẹp hả? Đây, kim ngưỡng vàng cá khủng. À, mình giới thiệu luôn, cái hồ mình là chiều rộng của nó là 2 mét đúng hả? Chiều sâu của nó là 60 và chiều cao của nó là 70. Thì hiện tại cái hồ này toàn bộ những em cá lóc bông thái này đều phải bơi dọc theo cái chiều của cái hồ, không có nằm theo chiều ngang được, tại vì không có xoay đầu ra được, tại vì nó sẽ đụng đuôi, nó sẽ không thoải mái. Thực ra thì cái hồ này cũng khủng nhất rồi, mình cũng không còn khả năng hoặc là cũng không còn cái hồ nào diện tích nó lớn hơn để mà chứa những em này, thì khả năng mình cũng sẽ ra những em này, mình sẽ trải nghiệm thời gian rồi mình sẽ cũng sẽ chia lại cho anh em chơi cùng trải nghiệm, đặc biệt là anh em từ mọi miền tổ quốc luôn. Rồi đây có những em là nó lóc thì các bạn biết nó sẽ màu sắc nó sẽ theo từng cái giai đoạn nha. Khi mà nó sung hoặc khi mà nó đói thì màu sắc khác nhau. Cứ như em này là có ánh xanh này, đây em này là có ánh xanh đấy, nhưng em này là có ánh tím này, em này là có ánh tím và em bên trong cũng có ánh tím đấy các bạn. Tím và xanh lá cây hả, đây rồi em này thì hơi bị bá luôn, như một cái tàu ngầm đấy. Nguyên một cái tàu ngầm luôn. Rồi tạm biệt em bắt bông 65 luôn anh. Bông 65 tím rịp luôn. Vừa cập bến đã bay với anh ra Đà Nẵng rồi hả? Tím rịp. Lắp Việt Minh Trí tận tình kết nối, chia sẻ đam mê